Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ Bảy ngày 16 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bão số 10 đã gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh miền Trung. Vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Hà Tĩnh chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão gây ra. Khai mạc hội nghị Hội đồng Giáo giới các nước ASEAN Cộng 1 lần thứ 33 với chủ đề vai trò của giáo dục trong tiếp biến văn hóa toàn cầu và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Lâu nay, Đà Nẵng nghiêm cấm những hành vi xả rác bừa bãi cũng như tiểu tiện không đúng nơi quy định. Thế nhưng cho đến nay, tình trạng trên vẫn cứ tái diễn. Tin quốc tế, ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kết thúc cuộc họp khẩn với việc ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Mỹ và Triều Tiên đã liên tục đưa ra những cảnh báo chỉ trích cũng như đe dọa lẫn nhau. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, tiếp tục hoạt động chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Sáng nay ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã rời Quảng Bình đến Hà Tĩnh, một trong hai địa phương Bắc miền Trung nằm trong vùng tâm bão, chịu thiệt hại nặng nề sau khi bão số 10 đi qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra và động viên các lực lượng, quân đội, công an tỉnh Hà Tĩnh đang giúp các trường học và nhà dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 10. Toàn tỉnh Hà Tĩnh có tới 60.000 ngôi nhà bị sập hoặc tốc mái. Mưa bão còn làm ngập 29 thôn của 4 huyện vùng ven biển cửa sông. Trên 3.100 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản, gần 1.000 hecta lúa mùa cây trái hư hỏng nặng. Thủ tướng đã quyết định cấp 40 tỷ đồng để tỉnh Hà Tĩnh xây dựng lại hai cột truyền hình gãy đổ, cấp từ 1.000 đến 2.000 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào. Đồng thời yêu cầu các địa phương phải công khai tình hình những người được nhận tiền hỗ trợ để dựng lại nhà cửa bị sập hoặc tốc mái trong bão, tập trung mọi nhân vật lực cho công tác khắc phục hậu quả bão số 10, ổn định đời sống người dân trong thời gian sớm nhất. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, quân khu 4 đã điều hơn 22.000 chiến sĩ quân đội thường trực và dân quân tự vệ giúp nhân dân ở 6 tỉnh miền Trung. Bộ Công Thương cam kết trong 5 ngày nữa sẽ cung cấp điện trở lại cho toàn bộ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 10 đã gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh miền Trung. Tính đến sáng nay, thì tại vùng tâm bão đã có 4 người chết và 21 người bị thương. Cùng với đó, đã có 33 căn nhà bị sập, 121.289 căn bị tốc mái và 6.271 căn bị ngập trong cơn bão. Nhiều phòng học, công trình, công cộng bị tốc mái hư hỏng và một số thiệt hại khác chưa có số liệu thống kê. Đã có 10 tàu lớn cùng 27 thuyền nhỏ nghe máy bị chìm, 5.417 mét đê và 1.147 mét kè bị sạt lở. Có 2.240 hecta hoa màu bị thiệt hại, diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả bị ảnh hưởng cũng lên mất trên 4.000 hecta. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, sạt lở đất, tổ chức cứu chữa người bị thương, huy động lực lượng khẩn trương xử lý các sự cố về đê điều, điện lưới, tiếp tục tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ dân sửa chữa nhà, rà soát việc dự trữ các mặt hàng thiết yếu giống cây trồng, cơ số thuốc để sẵn sàng cung cấp, sớm ổn định dân sinh, khôi phục sản xuất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 10, trong ngày hôm nay, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Bình lên nhanh xấp xỉ báo động 3. Trong 24 giờ qua, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Nam đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nhiều điểm trên 300mm. Do địa hình dốc, hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Mưa dồn dập nên lũ trên các sông từ Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục lên nhanh. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên thượng nguồn sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh, sông Danh, Quảng Bình và sông Thạch Hãn, Quảng Trị có khả năng đạt đỉnh. Tiếp tục chương trình với các tin tức đáng chú ý khác. Tối qua tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị Hội đồng Giáo giới các nước ASEAN Cộng 1 lần thứ 33. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên. Hội nghị có sự tham gia của hơn 400 đại biểu là cán bộ, nhà giáo, các tổ chức, công đoàn giáo dục, hiệp hội giáo viên các nước ASEAN và Hàn Quốc. Với chủ đề vai trò của giáo dục trong tiếp biến văn hóa toàn cầu và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đây là diễn đàn để các nhà giáo chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển giáo dục, đồng thời trao đổi tìm ra các giải pháp giáo dục, tận dụng các cơ hội vượt qua thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa, hướng tới mục tiêu dạy và học về một tương lai bền vững.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chào mừng đại biểu các nước đã đến Việt Nam tham dự hội nghị quan trọng này, nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong việc gìn giữ các giá trị truyền thống. Đồng thời cho biết thời gian qua giáo dục Việt Nam đã có nhiều cải cách đổi mới để phù hợp với xu thế toàn cầu hóa, đồng thời vẫn giữ được nét riêng của văn hóa Việt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên gửi lời chào mừng đến các đại biểu đã đến với thành phố Đà Nẵng, giới thiệu những giá trị truyền thống của Đà Nẵng cùng những bước tiến quan trọng của thành phố trong quá trình hội nhập cùng thế giới. Phó Chủ tịch hy vọng đại hội lần này sẽ phát đi tuyên ngôn về văn hóa, khẳng định những giá trị truyền thống luôn song hành với sự phát triển. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 17 tháng 9. Bên cạnh các phiên thảo luận, các đại biểu cũng sẽ tham gia giao lưu văn hóa, mang đến những nét văn hóa đặc trưng của đất nước, dân tộc mình thông qua các tiết mục văn nghệ, các gian hàng văn hóa quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế toàn cầu hóa thì giáo dục có một vai trò hết sức quan trọng trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống, và chính điều này cũng đã đặt cho giáo dục rất là nhiều thách thức mới. Trong suốt hội nghị lần này, các đại biểu đến từ các nước ASEAN và Hàn Quốc sẽ cùng nhau thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những nghiên cứu trong việc giáo dục những giá trị bản địa. Và thông tin về hội nghị lần này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những bản tin thời sự tiếp theo. Bộ Công Thương đã rà soát 1.216 điều kiện kinh doanh thuộc 27 ngành nghề và đề xuất cắt giảm 464 điều kiện, tương đương là 38% tổng số các điều kiện riêng lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, đề xuất cắt giảm 180 trên 350 điều kiện. Phương án 2, mức cắt giảm lên đến 612 điều kiện kinh doanh, tương đương cắt giảm 50,3% tổng số 17 ngành nghề. Riêng kinh doanh thực phẩm, số điều kiện đề xuất cắt giảm là 331 trên 350 điều kiện. Như vậy, sau khi cắt giảm tổng số điều kiện còn lại của ngành công thương là 752 nếu áp dụng theo phương án 1 và 604 điều kiện nếu áp dụng theo phương án 2. Định hướng phát triển đến năm 2020, Đà Nẵng khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp, phát triển đa dạng các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, thương mại điện tử. Báo cáo nghiên cứu thị trường mới đây của Savills Việt Nam nhận định tổng nguồn cung bán lẻ của Đà Nẵng tăng hơn 17% trong năm 2016 và nửa đầu năm nay, quận Hải Châu tiếp tục có nguồn cung lớn nhất với thị phần là 35%, theo đó quận Thanh Khê với 30%. Thị trường dự kiến không đón nhận dự án mới nào đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2017. Ba dự án với 22.000 m2 được lên kế hoạch cho năm 2018 và nguồn cung tương lai chủ yếu sẽ tập trung ở quận Hải Châu. Song theo Sở Công Thương, việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại Đà Nẵng hiện còn chưa theo kịp với nhu cầu phát triển. Đà Nẵng chưa huy động được nhiều nguồn nhân lực lớn để đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại theo phương thức xã hội hóa. Do đó, Sở sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng lại các chợ theo quy hoạch để thực hiện tốt chủ trương xóa bỏ các chợ tự phát, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh thương mại. Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, mặc dù toàn ngành đã triển khai mạnh các biện pháp thu hồi nợ, nhưng từ đầu năm đến nay, nợ thuế, nhất là nợ khó thu vẫn tăng. Đến ngày 31 tháng 7, tổng số tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp của toàn Cục Thuế Đà Nẵng là hơn 1.558 tỷ đồng, tăng gần 45 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Trong đó, nợ khó thu là gần 600 tỷ đồng, nợ chờ xử lý gần 12 tỷ đồng, nợ có khả năng thu hơn 947 tỷ đồng. Nguyên nhân theo Cục Thuế Đà Nẵng là do nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Một số doanh nghiệp hiện chỉ tồn tại trên danh nghĩa, tự ý bỏ trốn khỏi địa bàn hoặc tự giải thể phá sản nhưng không lập hồ sơ báo cáo với cơ quan thuế. Nhiều đơn vị cố tình chây ý, dây dưa không chịu nộp thuế. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, hiện nay trên địa bàn thành phố có gần 74.000 lao động đang làm việc, tập trung tại 6 khu công nghiệp. Tuy vậy, tại các khu công nghiệp hiện nay vẫn thiếu gần 5.000 lao động. Tình trạng trên đã tiếp diễn kéo dài nhiều năm nay, trong đó chủ yếu là thiếu lao động ở các ngành sản xuất như may mặc, giày da, lắp ráp điện tử, cơ khí, kho hàng. Xuất phát từ nhu cầu mở rộng kinh doanh sản xuất, phát triển kinh tế doanh nghiệp nên nhu cầu lao động tại các khu công nghiệp tăng cao, tình trạng đỏ mắt tìm lao động tại đây luôn diễn ra kéo dài. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như những năm trước đây, Đà Nẵng là trung tâm phát triển khu công nghiệp, thu hút lao động từ nhiều nơi đến làm việc như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, thì hiện nay nhiều khu công nghiệp mọc lên dần phủ sóng tại địa phương. Mặt khác, do chính sách ưu đãi còn hạn chế, đời sống người lao động còn tương đối khó khăn với mức thu nhập thấp, bất cẩn trong việc ăn ở và sinh hoạt. Vì vậy, chính quyền thành phố và bản thân các doanh nghiệp đã có nhiều chính sách để giữ chân người lao động. Và mới đây nhất, Đà Nẵng đã khánh thành trường mầm non chuẩn quốc tế cho con công nhân khu công nghiệp Hòa Khánh. Đây là nỗ lực rất lớn của thành phố.
Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa tại huyện Hòa Vang, trong giai đoạn 2017-2020, thành phố sẽ dành nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ ở Hòa Vang, trong đó tập trung vào du lịch với việc phát triển du lịch sinh thái, hồ đồng xanh đồng nghệ, các hạng mục khu căn cứ mạng huyện ủy, phát triển khu du lịch sinh thái thôn Thái Lai, ven sông Túy Loan, hình thành 2-3 cửa hàng sản phẩm lưu niệm du lịch, nâng cấp các chợ theo hướng văn minh thương mại, phấn đấu đến năm 2020, 16 trên 16 chợ của huyện đạt chuẩn chợ văn minh an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân thành phố vừa có chỉ đạo giao Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 3 và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án thi công, đáp ứng tiến độ hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 và đồng thời giải quyết dứt điểm vấn đề người dân cản trở thi công tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi để dự án triển khai đảm bảo tiến độ. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức tổng kết hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố năm 2017. Được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9, hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, động viên giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp học rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp giảng dạy. Hội giảng cũng là dịp để các giáo viên trao đổi kinh nghiệm, qua đó nâng cao phương pháp đào tạo nghề nghiệp, thiết bị đồ dùng có hiệu quả trong toàn ngành. Kết quả hội giảng có 5 giải nhất, 7 giải nhì, 8 giải ba và 12 giải khuyến khích. Những nhà giáo đạt thành tích cao sẽ tham gia hội giảng toàn quốc năm 2018. Theo Sở Y tế thành phố, đến nay, Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân cao nhất cả nước với 16,08 bác sĩ. Trong khi đó, con số này của cả nước là 8,2 bác sĩ trên 1 vạn dân. Đà Nẵng cũng có 68 giường bệnh trên 1 vạn dân, cao gần gấp 3 lần so với bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên hiện nay thành phố vẫn thiếu bác sĩ, nhất là bác sĩ chuyên khoa. Đối với chuyên khoa về chẩn đoán hình ảnh thì Đà Nẵng cần 26 bác sĩ và 24 chức danh chuyên môn khác cho các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, tuyến thành phố và quận huyện. Các khoa ngoại sản, gây mê hồi sức cần đến 39 bác sĩ và 33 chức danh chuyên môn khác cho bệnh viện đa khoa thành phố và quận huyện. Thưa quý vị, thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị, lâu nay thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm những hành vi xả rác bừa bãi cũng như tiểu tiện không đúng nơi quy định. Nghị định 155 của chính phủ ra đời cũng đã có biện pháp chế tài mạnh tay xử phạt những hành vi này. Thế nhưng cho đến nay, tình trạng trên vẫn cứ tái diễn, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và nếp sống văn minh đô thị. Phản ánh của phóng viên thời sự. Bất chấp đoàn khách du lịch đi ngang qua mình, người đàn ông này vẫn cứ thản nhiên đi vệ sinh cá nhân. Đường Nguyễn Thái Học, con đường nằm ngay giữa trung tâm quận Hải Châu. Sáng, trưa, chiều tối, bất kể vào giờ nào trong ngày, ai đi ngang qua đây cũng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh đáng xấu hổ này. Những ở đây là khu vực mà tôi thấy lượng khách nước ngoài hay đến để dừng chân tại cái điểm này. Nhưng mà cái hành vi của người Việt Nam như vậy thì họ đánh giá người Việt Nam mình kém văn minh. Chung là mình đã động lao đi đó. Chung là nói ra thì cũng không có hay lắm. Đây là con đường đông đúc người qua lại. Đây cũng là nơi đón trả khách du lịch vào trung tâm thành phố tham quan mua sắm. Nên mỗi ngày ước tính có hàng ngàn khách du lịch qua đây. Họ sẽ nghĩ gì khi bắt gặp những hình ảnh kém văn hóa như thế này? Mặc dù phía đối diện đã có nhà vệ sinh công cộng của thành phố và ngay đầu tuyến đường đã có tấm bảng về tuyến đường văn minh, nhưng ngược lại, phế thải ngổn ngang, nhếch nhác và bẩn thỉu. Tại vì cái hành vi nữa mà tiểu bày với xả rác cái đồ thì hắn mất đi cái thẩm mỹ và thêm cái văn minh, người ta sẽ đánh giá chứ. Mình nên có cái phạt hành chính đó hả chị? Ví dụ như là nước ngoài, giống như Singapore đó kìa, là em như bạn em đó, có trường hợp biết là đi qua bên mà giống kiểu mình xả tờ giấy rác thôi là bị người ta đánh, bị cảnh sát bắt đánh rồi, mà hoặc là phạt tiền đó chị. Mà em nghĩ là mình đây nên áp dụng giống kiểu phạt, đưa ra cái mức phạt đi tiểu bày nữa. Để cần, tôi nghĩ rất là cần. Mình có thể áp dụng các chế tài phạt. Nghị định 155 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Theo nghị định này,
hành vi vệ sinh cá nhân, đại tiện, tỉ tiện không đúng nơi quy định sẽ phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Hành vi vứt bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. So với trước đây, các mức phạt này đều tăng từ 5 đến 10 lần, có nghĩa là chế tài đủ mạnh để răn đe. Song tình trạng này vẫn để tồn tại, thậm chí tồn tại ngay giữa trung tâm thành phố. Thưa quý vị, thực hiện mục tiêu an toàn thực phẩm trong đề án chương trình thành phố 4 ăn của Thành ủy Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, thành phố và ngành nông nghiệp đã xây dựng nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực hiệu quả. Một trong số đó chính là tăng cường liên kết với các tỉnh thành và doanh nghiệp trong khu vực để đưa nông sản sạch, an toàn ra thị trường. Theo danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, có 5 điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn thành phố, trong đó có 4 điểm liên kết với các hợp tác xã tỉnh thành khác. Sản phẩm cung ứng tại đây đa dạng với nhiều loại mặt hàng rau củ quả có chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp và phổ biến trên thị trường. Cùng với đó, thành phố cũng đã xây dựng chuỗi giám sát nông sản sạch để quản lý nguồn thực phẩm tại các điểm này. Thì chúng ta cũng làm được cái chuỗi gọi là chuỗi giám sát cung ứng nông sản sạch, đó là cái mà mong muốn, tôi nghĩ là cũng toàn quốc đó. Và thành phố Đà Nẵng thì thành ủy và hội đồng nhân rất là quan tâm tới cái này. Đối với ngành chúng tôi thì chúng ta cũng phải tích cực tối đa cùng với nông dân, cùng với doanh nghiệp làm thế nào có sản phẩm của Đà Nẵng tuy nó ít nhưng mà nó có chất lượng và nó trở thành sản phẩm đặc trưng. Mới đây, thành phố có thêm một điểm cung ứng nông sản an toàn tham gia vào chuỗi, đó là cửa hàng nông sản an toàn Mỹ Hưng, sản phẩm do hợp tác xã Mỹ Hưng huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam sản xuất. Sự kiện này đánh dấu sự liên kết chặt chẽ giữa Quảng Nam và Đà Nẵng trong việc cung ứng nông sản sạch an toàn. Cái thị trường của Đà Nẵng là một cái thị trường rộng lớn, 1 triệu dân và đồng thời là hàng năm là có trên 6 triệu khách du lịch đến, cho nên là Quảng Nam chúng tôi là dành cái mục tiêu là thành phố Đà Nẵng là một trong những cái địa điểm để tiêu thụ những cái sản phẩm của nông sản của nông dân sản xuất tại cái tỉnh Quảng Nam. Có thể thấy thị trường Đà Nẵng có tiềm năng lớn, người dân cũng dần ưa chuộng các sản phẩm nông sản chất lượng cao nhiều hơn trước. Đây là một dấu hiệu đáng mừng khi thực phẩm sạch đang là mối quan tâm hàng đầu của không chỉ các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam mà của cả cộng đồng quốc tế. Như chúng ta đều biết là vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề hết sức là lớn của thế giới nói chung và đặc biệt là của Việt Nam. Và thông qua cái hình thức mà người nông dân sản xuất rau sạch, rau an toàn, nông sản sạch, nông sản an toàn cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng thì đấy cũng là một cách để người tiêu dùng và người sản xuất biết nhau nhiều hơn, liên kết với nhau chặt hơn và giải quyết được vấn đề là an tâm, an toàn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Riêng về Đà Nẵng, một thành phố với thương hiệu du lịch đặc trưng, thì vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền và người dân thành phố. Việc đẩy mạnh liên kết với các địa phương, doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để nông sản sạch an toàn ngày càng phổ biến hơn trên thị trường, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình 4 an của thành phố. Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kết thúc cuộc họp khẩn với việc ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo rằng vũ khí tối tân của Mỹ có thể làm thất bại mọi mối đe dọa từ các kẻ thù của Mỹ, trong đó có Triều Tiên. Đáp lại thì Bình Nhưỡng tuyên bố nước này sẽ đẩy mạnh chương trình hạt nhân nhằm đối trọng với Mỹ về năng lực quân sự và sẽ quyết tâm đạt được mục tiêu trên. Trong bài phát biểu trước hàng trăm nhân viên không lực, Tổng thống Trump chỉ trích Bình Nhưỡng một lần nữa đã thể hiện thái độ coi thường những láng giềng của mình cũng như cộng đồng toàn thế giới. Tổng thống Mỹ khẳng định vũ khí tối tân của Mỹ có thể làm sụp đổ tâm trí của bất cứ kẻ thù nào. Trong khi đó, từ Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố tính hiệu quả tác chiến và độ tin cậy của tên lửa Hwasong-12 đã được xác nhận, đồng thời khẳng định mục tiêu hoàn thiện năng lực hạt nhân của Triều Tiên gần đạt đến đích. Trước việc hai bên liên tục chỉ trích và đe dọa nhau, cùng ngày, Nga và Mỹ đã đồng loạt kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng kiềm chế. Đại sứ Trung Quốc tại Washington Thôi Thiên Khải kêu gọi Mỹ không đưa ra những lời đe dọa liên quan đến Triều Tiên, mà thay vào đó nên hành động nhiều hơn để tranh thủ sự hợp tác quốc tế hiệu quả trong vấn đề này. Hôm qua, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng người quốc tại Iraq hủy bỏ kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.
Các đại diện Liên Hợp Quốc Mỹ-Anh hôm qua đã có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo người Quốc ở Iraq Masoud Barzani nhằm kêu gọi hủy bỏ cuộc trưng cầu ý dân này. Sau cuộc gặp, đặc phái viên Mỹ Brett McCool thuộc Liên minh chống IS tại Iraq và Syria cho biết cuộc bỏ phiếu này là một quyết định nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều tai họa, trong đó có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa cộng đồng người Quốc và chính quyền Baghdad. Do vậy, Mỹ khuyến cáo các nhà lãnh đạo người Quốc chọn một kế hoạch khác, chú trọng vào đối thoại. Lãnh tụ người Quốc thông báo sẽ nghiên cứu đề nghị trên, song không cho biết thêm chi tiết. Liên quan tới tình hình Syria, hôm qua ba nước là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về việc cùng nhau giám sát khu vực giảm căng thẳng thứ tư xung quanh tỉnh Idlib, Syria nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Tuyên bố chung sau hai ngày đàm phán tại Astana, Kazakhstan, ba quốc gia nói trên đã đồng ý phân bổ lực lượng giám sát khu vực bao gồm tỉnh Idlib đang do lực lượng đối lập kiểm soát và các khu vực sát với Latakia, Hama và Aleppo. Tuyên bố chung cũng cho biết các lực lượng của ba nước này sẽ được triển khai dọc theo các giới tuyến để được các bên đồng ý vào đầu tháng này tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về thời gian và các địa điểm chính xác. Trước việc thỏa thuận quốc tế về vấn đề hạt nhân Iran năm 2015 có nguy cơ đổ vỡ do các bên tuyên bố rút khỏi, ngày hôm qua đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã kêu gọi Mỹ tiếp tục ở lại thỏa thuận này. Trả lời phỏng vấn báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ông Nebenzia cho biết Moscow muốn gửi thông điệp tới Washington rằng không nên rút khỏi thỏa thuận này vì nó rất quan trọng. Đại sứ Nga cho biết thêm, đây không chỉ là thông điệp của Nga mà của tất cả các bên tham gia thỏa thuận cũng như những nước bên ngoài. Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin tức văn hóa thế giới nổi bật. Hơn 100 vận động viên qua K-pop lướt ván trên mặt nước từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại trung tâm thủ đô Moscow của Nga gần quảng trường đỏ để tham gia cuộc thi lướt ván. Ban tổ chức đã tạo ra một hồ bơi dài 50 mét sau 1 mét với 1.000 tấn nước để 140 vận động viên ở mọi lứa tuổi có thể thỏa sức thể hiện những động tác lướt ván đầy kỹ thuật và đẹp mắt nhất. Ngoài ra, người dân Moscow trên 12 tuổi cũng có thể trải nghiệm một khóa huấn luyện lướt ván miễn phí với các thiết bị do nhà tổ chức cung cấp. Các công nhân vệ sinh phát hiện một núi mỡ vón dài 250 mét nặng 130 tấn, biết nhập một đường ống cống ở Whitechapel, London, Anh. Núi mỡ vón là một khối khổng lồ gồm chất béo, dầu mỡ, giấy, khăn ướt và một số tạp chất khác đông đặc lại. Núi mỡ vón này nặng ngang 10,5 chiếc xe buýt hoặc một con cá voi xanh. Chiều dài của nó lớn hơn 6 mét so với cầu tháp London. Những công nhân vệ sinh sẽ dùng vài phun áp suất cao để phá vỡ khối mỡ, sau đó hút các tảng mỡ vào xe tải và chuyển tới khu vực tái chế. Đến đây cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.